Chúng biết con chưa Sơn? Chúng biết con chưa? Chúng biết con bao nhiêu ngàn đô? Sáu trăm ngàn đô thì cho tôi 5.000 đô nha, được không? Em có 60 rồi anh ơi, em mới chia cho mọi người nè. 60.000 đô hả? Vậy đưa cho Tion 1.000 đô thôi, được không? Được. Ok, đưa liền. Thiệt không? Chúng thiệt không? Chúng thiệt. Bitcoin mới lên hôm qua đúng không? Thấy ở nhà này hên không? Ở nhà này có tiên cá là rất hên. Thôi, tiên cá cũng nghe gì hết đâu. Rồi đưa từ thiện 1.000 đô đây. Anh tươi đâu rồi em ơi. Chắc kèo ha. Rồi Sơn thiếu nợ tôi 1.000 đô bởi vì tiên khí của tôi tác ra làm cho Sơn may mắn quá. Tiên khí. Cái thằng này nó hỏi ê tao là xã hội rồng. Ủa xã hội rồng là ai vậy bà? Xã hội rồng là gì? Xã hội